Quyền Linh nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gia đình tài tử với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Maritimebank. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình đầu tiên để xem họ có chinh phục được thử thách và nhận giá trị giải thưởng 14 triệu đồng không quý vị nha. Mời quý vị cùng theo dõi. Tới điểm hẹn rồi, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Bởi vì hôm nay á, chị Thu Oanh đăng ký tham gia gia đình tài tử là làm y tá trong bệnh viện ở đây. Đi gặp chị ấy thôi. Rồi. À chị Oanh. Dạ chào chị. À đồng nghiệp chị ạ. À? Dạ. Là mấy cháu chị đó. Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Oanh có rất đông thành viên công tác trong ngành y tế. Đại diện gia đình chị Nguyễn Thị Thu Oanh là một y tá. Các cháu của chị Thu Oanh lần lượt là chị Lê Thị Hoài Bắc, bác sĩ, chị Nguyễn Thị Nhu, dược sĩ. Không phải là bác sĩ, nhưng là trụ cột không thể thiếu trong gia đình, chính là anh Lê Văn Mừng, chồng của chị Thu Oanh. Các con của anh chị là cháu Lê Nguyễn Duy Khang và Lê Ngọc Kim Ngân. Chị của anh Mừng là chị Lê Thị Tư, cùng các thành viên khác là chị Cao Thị Thu, chị Lê Minh Hiếu Thảo, anh Hoàng Ân và chị Trịnh Thị Tươi. Gia đình mình đông quá mà nghe nói là có 6-7 người gì làm trong bệnh viện đúng không ạ? Mà làm trong bệnh viện nghe nói là bận rộn lắm đúng không? Tại vậy... bệnh nhân mà anh nên là hơi bận. Bận vậy sao đóng tiền nước, sao đóng tiền điện, rồi sao làm mấy cái công chuyện khác? Giờ là mình có cái chuyển khoản hết rồi mà. Cái gói M1 của Maritimebank trong đó có tích hợp luôn cả gói Internet Banking luôn á. Gia đình biết bữa nay sứ giả tới là để trao thử thách đúng không ạ? Dễ dễ. Dễ à? Thách nghe tiếng nè. Tiếng đoán gì nè? Muốn. Ủa? Đúng à. Gia đình mình đoán rồi, với 4 cái muỗng này chúng ta sẽ làm gì? Ngâm banh để muỗng linh miệng ngập cái banh truyền cho người này người kia. Sứ giả đang có một chút xíu nghi ngờ ở đây. Làm như là cô biết trong này có banh hả? Rồi, thử thách chuyên banh bóng bàn bằng muỗng. Thử thách chuyên banh bóng bàn bằng muỗng. Gia đình chọn 4 thành viên để thực hiện thử thách. Mỗi thành viên sẽ ngậm một chiếc muỗng vào miệng và thực hiện việc chuyền bóng liên hoàn từ bình A sang bình B. Khoảng cách giữa hai bình là 3 mét. Trong thời gian 2 phút, có 30 quả bóng được chuyền về tới bình B là chiến thắng. Vừa nhận được thử thách, wow, chị Tư đã trổ tài. Trời ơi, múc chôm chôm còn được, nói gì múc bánh múc bàn. Hình như sắp xếp được. Giờ thì là lúc cả nhà thử sức. Nhìn hình là cái trên cao nhảy đổ xuống dưới dễ hơn là dưới đổ lên cao. À, hay, rồi. Chiến lược là vậy, nhưng quả là chẳng dễ dàng một chút nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Quy định của chương trình là 30 quả bóng trong vòng 2 phút. Và kết quả của gia đình trong lần thử sức đầu tiên này là 1, 2, 3, 4, 5 trái. Thôi thì gia đình mình cứ cố gắng luyện tập đi tới tuần lận, quyết tâm nha để đạt giải cao nhất nha. 2 phút. Yeah. Đó là gia đình chị Nguyễn Thị Thu Oanh. Chúng ta sẽ cùng gặp tất cả thành viên trên sân khấu này. Xin mời cả nhà. Chào đón tất cả thành viên trong gia đình ngày hôm nay. Wow, đây là đồng phục hàng ngày hay là như thế nào? Thường gia đình mà đi đâu thì hay mặc đồng phục đi. À vậy là dễ dạ. Thương quá hả? Ai là người thiết kế đồng phục? Dạ em. À chị, nghề hộ sinh thì nó vất vả lắm đúng không chị? Dạ, mình phải thường xuyên đi trực đêm á. Con còn nhỏ nên là có khó khăn vậy thôi. Chứ còn thấy mẹ và em bé mà khỏe thì em cũng vui. Hôm nay chúng ta đến đây để chinh phục thử thách gia đình và thấy lực lượng đông đảo hùng hậu hả? Cho hỏi chị Tư chút xíu đi chị Tư. Chị Tư là quê ở đâu chị Tư? Dạ quê Thanh Hóa nhưng mà vào Bình Dương lập nghiệp. Rồi nay chú Tư đâu rồi chị Tư? Dạ chú Tư mất 20 năm luôn ạ. 20 năm rồi? Dạ. Nhưng mà 20 năm rồi không có bước thêm bước nào nữa chị Tư? Dạ không, thương con quá. Thí dụ như có ông nào đó giờ ông để ý sao chị Tư? Không, gạt sang một bên. Chỉ có Hiếu với Thảo duy nhất. Không có người thứ ba. Dứt khoát vậy luôn hả? Dứt khoát từ ngày trẻ. Hôm nay hy vọng với cái lực lượng hùng hậu này, chúng ta sẽ có giá trị giải thưởng là 14 triệu đồng. Đồng ý không? Dạ, đồng ý.
Trước khi đến với thử thách thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với 7 ngày luyện tập của gia đình. Sứ giả đã ra về từ lâu nhưng không khí luyện tập thì vẫn tưng bừng. 50 giây rồi. 5, 4, 3. Tuy vậy thì con số 30 quả bóng vẫn rất xa vời. Gian nan thử lòng người, càng về đêm thì lòng càng quyết tâm. Dẫu vậy thì 3, 2, 1, bắt đầu. Tập luyện chăm chỉ, thế nhưng kết quả thu được vẫn chưa thể cải thiện. Và những quả bóng bàn rơi dưới đất đã trở thành món đồ chơi thú vị cho anh chàng này đây. Và thế là chiến thuật tập luyện thay đổi. Tập xúc một mình. Đầu tiên là tập một mình. Bước tiếp theo là kết hợp hai người. Tiếp tục tăng số lượng người, xem ra đã có chút tiến triển. Kỹ thuật cá nhân đã thuần thục, hôm nay sẽ là buổi ráp đội hình. Liệu móc 30 quả bóng bàn có được chinh phục? Sau bao nỗ lực của tất cả các thành viên, cuối cùng thì con số 30 quả bóng cũng đã được chinh phục. Một tuần luyện tập căng thẳng, hôm nay là buổi liên hoan nhỏ trước ngày thi đấu của cả nhà. Không có bỏ qua lấy 2 triệu miễn được. Ok. Ok thôi. Mình phải biết tâm mình lấy được 4 cái hiệu. Và nhân cơ hội này thì hầm nóng tình cảm vợ chồng luôn thôi. Một tuần luyện tập chăm chỉ, quyết tâm cao độ. Liệu rằng gia đình chị Thu Anh có lặp lại kỳ tích của chính mình tại sân khấu của gia đình tài tử? Chị Tư, chị có tập lần nào không chị Tư? Dạ có chứ, tích cực luôn. Nhưng mà đột xuất lại gia đình có chuyện lại phải về Bắc mất 3 ngày lại phải quay vô. Trong lúc luyện tập thì chúng ta có những cái khó khăn gì không? Em phải làm theo ca, rồi có cháu thì nhà cũng xa đó. Nên là phải bố trí cái thời gian để mà làm tập cùng với nhau á, cực lắm. À, cực lắm hả? Dạ. Bây giờ mình sẽ chào đón thử thách của chương trình. Quý Linh sẽ đọc lại thử thách cho cả nhà nghe. Thử thách truyền banh bóng bàn bằng muỗng. Gia đình chọn 4 thành viên để thực hiện thử thách. Mỗi thành viên sẽ ngậm một chiếc muỗng vào miệng và lần lượt thực hiện việc truyền bóng liên hoàn từ bình A sang bình B đặt trên 2 bàn cách nhau là 3 mét. Trong thời gian 2 phút, các thành viên truyền được 30 quả bóng vào bình thủy tinh là chiến thắng. Rồi bây giờ thì đại diện gia đình chúng ta sẽ cử ra 4 thành viên đi ạ. Trong quá trình luyện tập chúng em chọn ra những người truyền nhanh và chắc nhất. Mấy người này nhanh, còn mấy người kia không nhanh đúng không? Dạ đúng rồi. Quá sức khỏe mà không có kỹ thuật. Mời 4 thành viên ta kiểm tra bóng lại. Bóng thì đủ, bóng thì giống. Rồi, thấy chưa? Phải xin mời 4 thành viên chúng ta bước vào vị trí xuất phát. Cả nhà chúng ta bước qua bên kia. Con trai, con thấy tinh thần mình như thế nào rồi? Dạ cũng ổn hơn trước nhiều. Con tin rằng mình sẽ truyền được bóng không? Dạ chắc là được. Thành viên chủ chốt đã sẵn sàng ạ. Xin mời thành viên gia đình động viên đi. Em với mẹ con cố lên. Này nhà mình phải tự tin mới chiến thắng được. Ở nhà tập sao bây giờ cứ vậy làm thôi. Cứ vậy là làm ok ạ. 14 triệu hay là 2 triệu tùy thuộc vào 4 thành viên đang ở vị trí xuất phát. Chúng ta chuẩn bị. Đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí chị Tươi, chị Oanh, bé Duy Quang và chị Thảo. Chúng ta chuẩn bị đến với hành trình chinh phục 14 triệu đồng. Và bây giờ thử thách bắt đầu.
cố gắng. Chúng ta chỉ mới có 5 giây trôi qua thôi, đã chuyền được 2-3 quả bóng rồi. 2 phút rất nhanh và mọi người chuyền bóng cũng rất chuyên nghiệp. 5, còn 25 quả nữa. Chúng ta còn 1 phút 30 giây. Quan trọng là bóng trong chậu thủy tinh thôi. Chúng ta còn 1 phút 10 giây. Mười lăm, mười sáu, mình còn 52 giây nữa. Mình còn 10 quả bóng nữa, 10 quả bóng và 42 giây, vẫn còn thời gian rất là nhiều. Cứ như thế này, chúng ta sẽ chiến thắng. 23, 24, còn 6 quả nữa, còn 30 giây. 26, còn 22 giây, còn 3 quả nữa. Chiến thắng đã gần đến với chúng ta rồi. 29, cứ làm hết đi, cứ làm đi, 31, 32 cũng được, cứ làm đi. 30, rất là nhanh và rất là chuyên nghiệp. Như vậy là giá trị giải thưởng 14 triệu đồng đã thuộc về chúng ta, trong đó 10 triệu đồng của ban tổ chức và 4 triệu đồng của nhà tài trợ Maritime Bank. Giải thưởng sẽ được chuyển ngay lập tức cho gia đình thông qua dịch vụ Internet Banking. Chúc mừng gia đình, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã chứng kiến được sự chiến thắng của gia đình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi tiếp xem thử thách tiếp theo cho gia đình sẽ là thử thách như thế nào. Xin chào quý vị, các bạn đang xem chương trình Gia đình Tài Tử. Hiện tại thì sứ giả đang có mặt tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, và đã đến nhà của chị Liên, người đã đăng ký chương trình Gia đình Tài Tử. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng theo chân sứ giả để vào nhà chị Liên nha. Xin mời. Chị Liên ơi. Dạ, em chào chị Liên. Rồi, ngày hôm nay em đến đây giao nhiệm vụ như giao thử thách cho chị. Sẵn sàng chưa? Trưởng đoàn là chị Trần Ái Liên, 33 tuổi, là một nhân viên ngân hàng khá vui tính và thân thiện. Chồng chị là anh Trần Hữu Hưng, đang làm việc trong ngành xây dựng. Hiện nay, anh chị đã có hai con là bé Nguyễn Trần Hữu Đức, 5 tuổi, và Nguyễn Trần Liên Chi, 2 tuổi. Cả hai đều khá hiếu động. Mẹ chị Liên là cô Đinh Vương Tuyết Trinh, 56 tuổi, từ Bình Phước vào thăm cháu ngoại. Chưa kể hôm nay còn có các anh chị em họ hàng đến nhà chung vui cùng gia đình chị Liên. Và bây giờ nếu mà chương trình đưa ra những cái thử thách về trí nhớ, sự khéo léo, năng khiếu, cô nghĩ cái lĩnh vực nào sẽ là trúng tủ của cô? Dạ, cái khéo léo thì cũng có thể, nhưng mà cô lớn tuổi rồi, chắc cái khéo léo phải nhường cho lớp trẻ. Còn anh năng khiếu, anh hát rồi được không? Ca cổ hip hop rap đồ làm được không? Thua. Đây chính là cái phong bì đựng cái thử thách dành cho gia đình mình. Thử thách nhớ tên 54 dân tộc Việt Nam. Gia đình cử hai thành viên cùng học thuộc bộ hình và tên 54 dân tộc Việt Nam. Khi thực hiện thử thách tại phim trường, thành viên thứ nhất phải đọc đúng tên của 24 dân tộc Việt Nam. Thành viên thứ hai phải đọc đúng tên 30 dân tộc còn lại. Rồi, lưu ý, hình ảnh sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Tính từ khi bắt đầu sau 2 giây, nếu người chơi không có câu trả lời, đồng hồ bắt đầu đếm ngược 10 giây. Sau 10 giây, nếu người chơi vẫn không có câu trả lời, xem như thất bại. Phần thi cũng xem như thất bại nếu người chơi đọc sai một tên dân tộc bất kỳ. À, dễ không anh? Anh nghĩ dễ không? Chưa chắc đúng không? Cái thời gian thì với cái lớp tuổi đứa nhỏ bây giờ thì có thể là được thôi. Bây giờ chị biết, chị có thể kể tên 54 dân tộc Việt Nam mà chị biết không, hay là những cái dân tộc nào mà chị biết thôi? Dạ, dân tộc Kinh. Kinh rồi. Sự Tiên, Cờ Ho, Thái. Thái. Thái Trắng, Thái.
Thái trắng, Thái Lan. Thái Lan không chị? Không, không có Thái Lan. Đó, bây giờ là mình nhìn những cái hình này và mình đoán tên dân tộc. Bây giờ em thử cái dân tộc nữa nha. Đây, dân tộc này. Châm, đúng rồi, anh nói đúng. Đây, dân tộc gì? Tộc Hoa. Đúng rồi, dân tộc Hoa. Và bây giờ chị nghĩ là khoảng bao nhiêu lâu chị có thể thể học thuộc 54 dân tộc này? Chắc cũng hơi lâu à. Hơi lâu là bao nhiêu năm không chị? 2 năm, 3 năm hay là Tết năm sau em ghé? Ừ, 10 ngày. 10 ngày. Dạ có 1 tuần mà anh xin 10 ngày thôi, nghỉ chơi luôn với anh thôi. Rồi gia đình mình sẽ có 1 tuần để học 54 dân tộc. 1 tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu thử thách. Và bây giờ cái điều quan trọng đó là giải thưởng của chương trình. Nếu như chúng ta chiến thắng phần thi này, chúng ta sẽ nhận được 14 triệu đồng. Trong đó 10 triệu là của ban tổ chức, còn 4 triệu còn lại của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Marie Tham Banh. Đó, số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của gia đình mình qua dịch vụ Internet Banking. Còn nếu chúng ta thua thì chúng ta cũng đừng có buồn, bởi vì chúng ta sẽ được giải an ủi là 2 triệu đồng. Trong đó 1 triệu là của ban tổ chức, còn 1 triệu của Ngân hàng Marie Tham Banh. 1, 2, 3, quyết tâm. Tôi thấy rằng thử thách này cũng không có khó gì lắm, đơn giản, bởi vì 54 dân tộc anh em Việt Nam chúng ta rất là nhiều người nhớ thưa quý vị. Nhưng quan trọng là áp lực của chương trình. Không biết gia đình hôm nay có chịu được áp lực hay không nhé. Chúng ta chào đón gia đình chị Trần Ái Liên. Nãy giờ trong kia chờ đợi có hồi hộp lo lắng gì không chị? Dạ có chút chút ạ. Chút chút hả? À, tối hôm qua gia đình mình đã dặn dò nhau những gì trước khi đi thi? Dạ cố gắng chiến thắng để cả gia đình có thể có một chuyến du lịch. À chiến thắng đi du lịch hả? Dạ. Còn anh, mấy ngày qua tập có vui không anh? Có vui, mọi người đều gọi là sao động về tập vật. Trước hôm qua thì cả nhà sum họp lại để đặng mà dò lại cái ngày cuối. Thì cũng rất là vui, tại vì thứ nhất là mình có thể nắm bắt được 54 dân tộc, 54 màu sắc áo, và mình hiểu thêm được một về cái dân tộc của mình, đồng thời là có một cái không khí gia đình êm ấm để được gần gũi nhau, lâu lâu có dịp như vậy. Rồi mấy ngày qua chắc cả nhà mình vui lắm đúng không? Bây giờ thế này đi, thấy con trai năng động quá nè. Bây giờ con hát nhảy một bài đi. Hai đồng tiền nữa dễ thương không à? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, C. Trời ơi, quậy nó quá trời, cho chừng hát thôi đứng như nè. I, C, 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 C. Chứ gì mất cỡ gì không biết nữa. Rồi, chào đón gia đình hôm nay đến với chương trình chúng tôi. Trước khi đến với phần thử thách chương trình thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với hình ảnh 7 ngày qua gia đình luyện tập như thế nào. Một thử thách không quá khó nhưng đòi hỏi sự tập trung và cố gắng hết mình. Và trách nhiệm này đã được giao cho vợ chồng chị Liên, anh Hưng. Hai vợ chồng nhanh chóng bắt tay vào tập luyện, tranh thủ trong khi đi làm. Hay cho con ăn như thế này để tiện hơn trong việc tập luyện thì áp dụng công nghệ là điều cần thiết. Chưa kể kết hợp tập luyện với dạy con học nói cũng là một cách hay. Khoa, à. Khoa, ừ. Con cứ đánh cỡ này giữ giờ. Để động viên hai con, bà ngoại ở quê cũng tranh thủ tập luyện thêm. Ra cái này sai này á, à cái này là lượt, cái này là xe đăng, bắt Trinh nhớ rồi, cái tay đẩy ngang bụng là lượt, nhớ rồi, lượt xe đăng, cái này là tài. Những cố gắng tập luyện cũng nhanh chóng có kết quả khi vợ chồng chị Liên đều đã vượt qua thử thách. Bánh chày, hoa,
Hai. Hai. Cơ ha. Tớp. Sáu. Lưu quốc kêu. Mười. Chín. Tám. Bảy. Thế nhưng trước ngày thi, anh Hưng bất ngờ bị viêm họng nên bà ngoại quyết định đứng ra thay thế. Có vẻ như sự tập luyện của bà ở quê là không lãng phí. 7 ngày tập luyện là 7 ngày của niềm vui, sự sẻ chia và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Liệu rằng gia đình chị Liên có thành công trên sân khấu của gia đình tài tử? Yeah. Gia đình mình lấy thử thách để luyện tập cho con nói ha chị. Dạ đúng ạ. Bé cũng đang trong giai đoạn tập nói thì kết hợp với việc mẹ tập rồi coi con thì ví dụ như dân tộc gì thì mình nói để bé nói theo, để bé biết luôn ạ. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ chiến thắng. Dạ, rất hy vọng ạ. Chào đón thử thách của chương trình. Thử thách nhớ tên 54 dân tộc anh em. Đạo cụ gồm một bộ hình ảnh và tên 54 dân tộc Việt Nam. Luật chơi như sau: gia đình cử hai thành viên cùng học thuộc bộ hình ảnh và tên 54 dân tộc Việt Nam. Khi thực hiện thử thách tại phim trường, thành viên thứ nhất phải đọc đúng tên của 24 dân tộc Việt Nam. Thành viên thứ hai phải đọc đúng tên 30 dân tộc còn lại. Lưu ý, hình ảnh sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Tính từ khi bắt đầu, sau 2 giây, nếu người chơi không có câu trả lời, đồng hồ bắt đầu đếm ngược 10 giây. Nếu sau 10 giây người chơi vẫn không có câu trả lời, xem như thất bại. Phần thi cũng xem như thất bại nếu như người chơi đọc sai tên một dân tộc bất kỳ. Bây giờ mình sẽ cử ai để thực hiện thử thách chương trình? Dạ, em với mẹ em sẽ thử thách chương trình này. À, hai mẹ con. Dạ. Chắc chắn chưa? Dạ chắc ạ. Sao không để anh Dạ hồi nãy nhường khó khăn cho vợ rồi đó nè. Hàng ngày có vậy không? 50-50. Rồi, xin mời hai người bước lên vị trí xuất phát. Cô có thấy áp lực gì không cô? Dạ không ạ. Trong lúc tập luyện cô có nhầm lẫn dân tộc nào với trang phục nào không? Dân tộc mà mình nói là da rai và da dai, nhiều lúc nó hơi vấp một tí. À, dạ. Nó hơi nhầm lẫn chỗ đó ha? Dạ vâng. Nhớ chú ý nha. Còn chị Liên, chị đang cảm giác như thế nào? Có một tí hồi hộp á. Tí hồi hộp? Dạ. Mẹ mình không hồi hộp, mình hồi hộp. Dạ, sợ chắc... mẹ mình hồi hộp lây đấy. Chắc tại tuổi trẻ nên chưa nhiều kinh nghiệm bằng mẹ. Chị có hay nhầm lẫn dân tộc nào không? Dạ có ạ. Đó là dân tộc nào? Dạ La Chí với Si La. À, nhớ nha. Dạ. Mỗi người có một khuyết điểm như vậy nên tập trung hết sức mình luôn. Bây giờ mẹ và em gái cứ bình tĩnh và chiến thắng. Chị Trinh và bé Liên cố gắng lên, nhớ phải là được 14 triệu để cả nhà đi du lịch. Còn nếu không thì không sao hết á, cũng như coi như là vui cuối tuần. Chị và cháu cố gắng lên, cố gắng chiến thắng. Mẹ và vợ hãy thật bình tĩnh và giành chiến thắng để một cái tour du lịch đang trước mắt. Rồi, vì cả nhà thì hai mẹ con sẽ cố gắng hết sức có thể. Mời cô tiến về màn hình. Cô sẽ là người đọc 24 dân tộc anh em trước, sau đó con gái sẽ đọc 30 dân tộc anh em sau. 14 triệu hay là 2 triệu? Chiến thắng sẽ có 14 triệu, thất bại sẽ có 2 triệu. Sẵn sàng, bắt đầu. Dân tộc Ba Na. Dân tộc Cống. Chính xác. Dân tộc Hoa. Đúng. Dân tộc Lô Lô. Chính xác. Dân tộc Bà Thẻn. Tiếp. Dân tộc Thái. Chính xác. Tiếp tục. Dân tộc Sơ Đăng. Dân tộc Bru Vân Kiều. 20 rồi cô, còn 40 tộc nữa. Dân tộc Giao. Chính xác. Dân tộc Khơ Mú. Đúng. Dân tộc Mình Nông. Chính xác. Cuối cùng. Dân tộc Dơ Mâm. Chúc mừng cô. Mời chị Liên.
50%. Tiếp tục chị. Dân tộc Sơ Tiên. Dân tộc Chăm. 26. Dân tộc Ê Đê. 27. Dân tộc Kinh. 28. Dân tộc Mông. Chính xác. Dân tộc Sáng Chay. Chính xác. Dân tộc Mường. 40. Dân tộc Chức. 41. Dân tộc Dễ Chiên. 42. Dân tộc La Hủ. 43. Dân tộc Co. Dân tộc Hà Nhì. Chính xác. Dân tộc Lào. Dân tộc Phù Lá. Dân tộc Tày. Chúc mừng. Chúc mừng chị Liên và cả nhà. Như vậy là chúng ta đã chinh phục được thử thách của chương trình. Giá trị giải thưởng 14 triệu đồng sẽ thuộc về gia đình ngày hôm nay. Một chuyến du lịch thật là tuyệt vời. Chúc mừng gia đình chị Liên. Một niềm vui nữa lại được thể hiện trong chương trình, thưa quý vị. Giá trị 14 triệu đồng đã có cho gia đình ngày hôm nay. Còn bây giờ thời gian phát sóng đã hết. Chương trình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần sau quý vị nhé.